chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Mọi người biết đây là cái gì không? Tổ kiến ngạt nhá. Anh em mình hôm nay bắt kiến về để ăn lẩu kiến. Trời, siêu phết. Anh ơi. Nó cắn. Đấy. Gì? Đấy gì? Cho hay là cho đấy nhỉ? Cho gì? Nó cứ chặt chặt. Đi. Anh mình bắt trứng kiến về để ăn bánh nhá. Làm bánh ngon lắm. Ui, có nhộng 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 như thế này. Nhộng người nè, ấy, ui cắn. Chặt thật. Đấy, xa. Ui thấy chưa? Ui mọi người thấy chưa? Này, ui, này. Gõ gõ đi. Kiếm con này. Đấy, thấy chưa? Rồi gõ ra. Lấy cành cây, bỏ cành cây vào đây cho nó trèo lên, cho nó đấy. Đấy, ui, tổ này lắm đấy. Anh em mình phải cho canh lá ở đây để cho nó trèo ra. Cho nó bò ra nhé mọi người. Ôi anh cho em nhộng. Cho nhộng vào còn đâu kiến thì chạy ra ngoài. Đấy nhộng rồi. Ui lắm thế. Đồ này lắm thật. Ui. Lắm ngạch nhờ. Con kiến ngạch. Ui. Đấy cứ bảo nó không cắn đi. Anh thấy giờ kiến vỗ tổ chưa? Vỗ gõ đi, vỗ gõ chơi xuống. Nhấc lên cho mà gõ được. Ui. Anh làm rơi ra hết ngoài rồi. Rồi, rơi ít mà. Rồi. Ôi, đây. Ui. Ui, nó cắn tao. Rồi. Ui, trắng xóa luôn. Ôi, nó đang rơi mà. Phèo bớt đi. À không, phèo lá ra xong rồi trăng bên này cho lá mới vào. Thay lá liên tục. Ai nó cắn lại ngứa. Lấy lá. Rồi, bỏ hết lá đi. Nó rất là... Từ, bỏ. Bỏ phải từ. Lá hết nhộng còn. Rớt ra. Anh rơi vãi đầy hết ra đây. À, kéo sang đây đã. Ui xà, nhiều quá. Đấy, nào, thả lá vào. Đấy. Trèo lên lá đi. Mọi người thấy đàn kiến nó vỡ tổ chưa? Nhìn nhiều kinh điển. Ui trời ơi. Rồi, nhạt luôn. Anh em mình lấy những cái con trắng trắng ở lọc con được trắng những trắng con trắng này. Còn nhạt. Những cái con to này thì sẽ bỏ. Đúng rồi. Ui, bây giờ chỉ phải đợi cho nó bỏ đã, còn cái bên này nữa này. Anh gõ ra. Từ. Ui, anh ơi, nó tha kiến con đi. Đâu? Anh phải gõ sạch luôn đấy. Đúng rồi, thay lá đi. Bên này thay lá đi. Thay lá liên tục vào. Nhiều thế. Chuyển sang bên này đi. À. Chuyển cái đùm kia sang đây gõ. Ui, nó cắn đấy. Rất là căng thẳng nha mọi người nhá. Cái món này để mà lấy được thì cũng khá là mệt đấy. Nào, cho lá vào để gõ. Anh cho cái đùm to đi rồi sang bên này này. Gõ dễ để nó leo lên cao. Ui, nó kín. Có. Ui. Tập thể dục luôn. Đuổi kiến. Hôm nay anh em mình đi chăn kiến. Tập thể dục chăn kiến. Đây.
tập thể dục. Gõ xong gõ nổi đấy. Ây, vẫn lên được nhỉ. Bắt được một tổ kiến mà nó cắn cho những người. Lại lôi em bên đây. Lại làm bên đây. Đây, đây này mọi người nhá. Ui 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 ui. Đây. Nó mà lên được chân nó kia nó cắn nó thì nhấc nhấc cốp. Cái chân nhỏ này đây á. Mày. Ui. Anh to gan nhỉ. Đám động vào đổ tổ kiến. Người ta bảo rồi. Đốt một tổ kiến lửa mọi người nhá. À! Nó khá là cứng. Ui. Nhiều con nhá, tổ này. Nhiều quá đấy. Kiếm 2-3 tổ là ăn được rồi đấy nhỉ. Đây. Cho mọi người xem này. Ấy, con nó này. Ui, trời ơi, không kịp. Không kịp, không kịp. Anh em mình không biết chỗ học leo người ta. Ai chả chụp thế nào. Để cho lá vào. Ôi, nó cắn. Đây này mọi người. Lúc đấy nó ra hết nhá. Đây, vẫn gõ những cái này ra này. Ai. Ui. Bể xem trong còn không. Không còn là bỏ. Cái tổ này to này anh ơi. Tổ này không được mấy trứng nhỉ. Đây đây này, nhặt đi để sáng. Hết rồi. Đấy, để được bữa ăn ngon hơi bị vất vả đấy mọi người. Trứng rồi, trứng rồi. Cắn nữa đi. Hãy chuyển chỗ, chuyển chỗ, chuyển chỗ. Cái lúc nào phải chuyển chỗ. Ơi, bây giờ thấy chưa? Chừng một tổ kiến sẽ được khoảng khoảng tầm một lạng. Lạng hơn lạng gì đấy, cái con kiến con này tí anh em mình sẽ làm bánh bằng con kiến này này. Còn con kiến mẹ thì nó già rồi. Tha cho nó để nó đi làm tổ khác. Mọi người biết biết cái này nó làm bằng cái gì không? Cái này tổ của nó làm bằng gì không? Đây nhá. Bao đề bảo mọi người xem là tổ nó làm bằng cái gì. Cứt trâu. À, tổ nó làm bằng cứt trâu mọi người nhá, nó cắp cứt trâu lên. Nhưng mà không biết phải cứt trâu không. Cả cứt trâu, cả bùn, cả đất. Cái gì nó mềm nó cắt hết. À, lại chuyển chỗ sang sang sang. Cái gì cho sang. Đây mày sang cái nhỏ. Ai nó cắn đau thế. Đây là môn thể thao hơi bị đấy đấy nhá. Hơi bị. Ai. Không được, bây giờ lại cho cây vào. Cho lá vào. Không, vẫn chưa chạy hết. Chưa chạy hết, cho lá vào nhá. Gõ. Gõ để. Gõ để cho nó không cắp con ra ngoài. Gõ nó sợ nó chạy. Gõ qua nó không chạy được mới đâu. Cho nó chạy lên cây này. Ui. Ui, tổ này to. Anh ấy cẩn thận rơi hết trứng ấy. Đi rồi. Bây giờ nó đang rơi trứng rồi. Tổ này cực kỳ to đấy mọi người nhá. Ừ. À. Ai, tao hơi bị ngu rồi. Bây giờ chặt cái này mà đổ cái cây này xuống thì tao bay xuống à. Gõ công cao cường không sợ. Ai. Kiến cắn à. Đây. Nhiều lắm ở dưới chân anh rồi. Thôi thôi thôi, xuống chặt được rồi. Từ từ. Lên. Rơi trứng đấy. Ai da. Ai xa. Ui, tổ này, ui, tổ này này. Nhiều trứng quá. Nhiều trứng điểm luôn. Em lấy cái dầu em hứng nhé. Hả? Không,
Ui giời, hết con rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn phải chặt nó ra thôi. Trắng xóa luôn. Ai. Lấy để lấy ra đường nào. Lôi lôi lôi. Ui, tổ kiến siêu to khổng lồ nhé mọi người. Wow. Nhiều con lắm đấy. Ui xà. Tổ này lâu lắm mày. Ui. Sợ hết tôi. Giờ hết con nữa rồi. Đây này. Đây này. Ui trắng luôn à. Anh cứ gõ một cái là trắng luôn. Chặt chặt hết cành đi. Cứ được từ từ nhưng mà cắn chết tao rồi. Ui, rụng trắng luôn. Tổ kiến rụng trắng xuân nhà em. Hôm sau. Kéo 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 kéo. Hãy đi. Ôi. Ai. Gọi là cực kỳ vất vả nha mọi người. Lúc nãy tổ lúc nãy được trưng này chứng kiến này. Đây. Tổ lúc nãy được đây. Tổ này gì à? Tổ này là nhỏ. Tổ này dự kiến sẽ gấp đôi nhá. Đây đây đây. Đây. Lấy cây dần đi. Lấy lá dần đi. Ui tổ này gần già hết rồi. Ui chà chà. Nó rụng đây ở bên kia rồi anh ạ. Ui trắng luôn. Nhiều quá. Lấy cái mẹt cái sang đây. Đây đây đây. Mẹt cái lấy vào. Chơi cái món thể thao này hơi mạo hiểm mọi người ạ. Cắn chết toài đấy. Cắn đỏ tay hết rồi. Ui. Từ từ lấy cây cho vào đi. Ui cắn này vẫn đang cắn này, đỏ hết tay nha mọi người. Ui trần nữa. Ui rồi lên sổ thứ hai nhá. Đấy, đây là toàn bộ sản phẩm cả buổi sáng của anh em mình nhá. Nhưng bây giờ làm khó lắm anh nhỉ. Bây giờ là bước tiếp theo là lọc sạch đi. Không, lọc thì bây giờ anh em mình sẽ phải đem phơi ra nắng để cho thứ nhất là những cái con kiến còn lại nó sẽ bò nốt. Và cái mùn từ cái tổ nó ấy là sẽ khô và sau đó sẽ lọc với nước để cho nó nổi lên là mình lấy được cái con kiến con trứng kiến ấy. Đấy. Nói chung là rất là kịp trong mọi người. Món này thì ăn được rất là khó. Tí nữa nó mưa thì phát thì vẫn mồm. Đây, tôi lên đây. Rồi. Rồi. Dần bầu dần bí. Hôm nay là không nắng lắm nhưng mà hy vọng là tí nó sẽ nắng và nó khô thì anh em mình sẽ đỡ mất công. Đấy mọi người. Anh múa gì ấy? Múa gì? Làm cho nó hết nốt cái tổ. Nói chung là đã khá là sạch rồi mọi người. Bây giờ là anh em mình sẽ. Từ sáng đến chiều chưa được ảnh. Nói chung là vất vả lắm mọi người. Món này gọi là cực kỳ vất vả. Cái này gọi là khá là sạch rồi nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đem hấp với lá. Đố mọi người biết đây là lá gì? Dung mại. Lá ở mình gọi là cái tên là dung mại. Hấp lên xong rồi sẽ làm bánh. Hôm nay mùng 3 tháng 3 nên anh em mình quyết định sẽ làm bánh trôi nhân kiến. Nhân gọi là nhân kiến này. Nhân trứng này. Bánh trôi nhân kiến. Xem mình sẽ đi cho mọi người thưởng thức cái món này xem và cảm nhận như thế nào. Chắc là nổ khổ khổ vậy anh nhỉ. Mày ra lấy củi đi, nhóm củi đi để tao cho nó nốt nốt cái này. Em nhóm củi. Cả buổi sáng thì chừng này là khoảng tầm 4 tổ, 4-5 tổ nhé mọi người nhé. 4 tổ, cả tổ nhỏ là 5. Tổ nhiều, tổ ít, tổ có tổ thì không có mấy. Mùng 3 tháng 3
là cái gần và cuối vụ của kiến rồi. Đáng nhẽ phải đi từ chục hôm trước thì nhiều. Ok các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu hấp cho nhân cho bánh, nhân chứng kiến nhá mọi người nhá. Mọi người chứng kiến cho mình nhá. Áo xanh áo đỏ chứng kiến cho anh nhá. Ui anh cho nhiều thế. Ít thôi. Ít thôi. Tan gì nhỉ? Anh cho nhiều mì chính đấy. Là cho đường. Rồi đấy, mặn lắm. Mặn nó còn bánh nữa cơ mà. Rồi. Mặn lắm. Không mặn đâu. Mặn mà. Nào. Từ từ. Nó ớt thế nào ấy nhỉ? Ớt nó vào. Núm núm à? Từ từ cho trộn gia vị đã. Thơm thế. Được nhiều phết đấy, thế là nhiều phết đấy anh nhỉ? Làm mình gọi không? Không, chịu. Ủa, không biết em có chịu cái nồi không ấy. Gì? Nhớ mồm đấy. Nhớ mồm. Thật đấy. Gãi cái khỏi kìa. Đến cái xem gia vị thế nào. Em thử ớt nhé. Ngon lắm, nhớ uống. Đấy, đặt vào đây để hấp. Thế này á? Mà dữ thế, ướt đấy, đấy, nếu mà đã hấp ấy, đó, lót lót lá vào đây. Lót lá vào đây. Cái này nó xinh. Xinh tí nữa đừng làm nó chả nở ra đấy. Chúc xinh chúc mọc đầu đinh. Đấy. Đấy. Lót vào đây, hấp luôn trên lá này luôn thế này này. Anh đó. Công nghiệp thế. Công nghiệp chơi lớn phải chơi công nghiệp. Công nó mới ngon. Siêu công nghiệp. Mình chơi lớn mà. Đấy. Rồi bắt đầu anh em mình sẽ cho vào hấp nha mọi người nhá. Nào, đổ vào đây, đổ vào đây. Đấy, thế này có phải là ok không? Siêu ok. Ok các bạn ơi. Xà. Chứng kiến. Nói chung là gọi là cũng là gọi là được gọi là con kiến luôn mọi người nhá. Tại vì nào, nhấc lên. Đây là nhộng. Nào. Lắc là không đi nhỉ. Nó đang dính. Những cái đen đen là những cái con kiến nó bị kiến mẹ bị chết nhưng mà nó cũng số lượng ít thôi. Không làm sạch được đâu. Quý mới biết bao nhiêu công sức bắt được trình này không? Phải gặp hết. Đấy. Ok. Đấy nào. Rồi. Ok, hấp thôi. Đấy, cho vào hộp các bạn ơi. Xong đợi tí nữa nó chín rồi mang ra làm nhân bánh. Đấy. Chắc ăn nổ lắm nhỉ. Tình hình là chín rồi nhé mọi người nhá. Wow. Ở đây thôi, đi vào đây cho mọi người xem xong. Ai đây mọi người? Bắt đầu anh em mình sẽ làm nhân nhá. Ui, chín hẳn chưa anh? Chín rồi. Làm thử nhé. Đây là sợ sợ. Béo ngợi luôn. Béo lắm mọi người. Nào. Làm nhân bánh trôi gọi là đặc biệt. Siêu đặc biệt đấy. Ai không ăn được cái này thì dị ứng. Cho bánh trôi nhỏ đấy, em làm gấp đôi nhé. Ừ. Chọc hai cái lại. Từ nhỏ thật. Chứ nó bé lắm. Bánh bé vẫn làm được. Đấy. Cái này phải nặn tròn tròn này mọi người ạ. Nó là súp vào. Một cái nhá. Mày làm cái to, tao làm cái nhỏ. Nó to thì làm lắm anh ạ. Tao làm đơn giản này. Súp vào.
Em cho nhiều nhân quá. Cho nhiều mà. Ngon không? Thử xem. Rồi anh rồi. Ok. Ngon lắm mọi người ạ. Ui, béo quá. Ui xà, tròn xe như quả bì về. Ai cha. Ui xà. Đấy, nước sôi rồi. Chú xui hẳn anh ấy lăn tăn rồi. Còn những cái nặn nó hơi khó mọi người ạ. Thế là chứng kiến nó sẽ lòi ra ngoài. Còn đây là quả bánh siêu to khổng lồ của Mari luộc luộc sau. Quả đấy rất ngon đấy. Ngon cái gì? Mới làm bánh bao hay là mình làm bánh chối? Bao à, mở mở vung, mở vung, mở vung ra. Lúc nào nó nổi lên là nó chín rồi không anh? Ừ. Đấy. Không biết là nó có như bánh chối bình thường không? Mọi người ạ. Mới chạy vào lấy đồ vớt các kiểu đi. Ở chơi mới nổi đi. Không biết là nó có giống như bánh trôi bình thường không, thì nó có nổi được không hay là nó nặng quá chẳng biết. Vì mình cũng chưa thử cái này bao giờ. Đây mà đẹp cài. Đấy, cái đấy. Khoắng nhé. Đứng đứng điên rồi khoắng, nấu canh rồi khoắng. Vớt đi, vớt đi. Nhúng nước vào nhá. Dạ. Cái to to mày bỏ nhá. Đúng nhiều không anh? Dùng cái được đấy, thế thôi, thế thôi. Đỡ dính thôi. Ôi, dạ. Cái to to của mày bỏ nhá. Không. Chấm mà vớt dính cả cái... Hỏi thế. Cái mặt quá. Ui đồ ôi. Sơ 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 sơ. Sơ 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 sơ. Ui xà. Mãi thì cuối cùng nó mới chín được. Dũng ăn xuống rồi. Bây giờ sẽ đem vào cho mọi người thưởng thức xem món này. À, thử làm miếng. Đâu đúng rồi chứ. Làm miếng xem nào. Em phải làm miếng ấy. Làm miếng không? Có. Đây, làm miếng như thế này cho nó đậm. Đây. Đây nha. Ui xà, mới tất cả mọi người nha. Ăn miếng bánh trôi nhân chứng kiến. Đây, mọi người. Béo lắm. Gì đấy? Cái này không có chứng kiến. Thằng nào nặn lắm. Đấy. Béo đây. Anh nặn đi. Thúc cái này. Thúc nào. Đi. Má em ăn cái có chứng kiến này rồi nào. Sao? Béo lắm. Béo. Đi vào đây đã. À. Anh có ăn chứng kiến không? Chị ướng. Nhanh nhanh rồi. Thế. Có chứ. Anh Hoàng nha. Hoàng, thử miếng nhỉ. Đấy, đua đây. Đấy, đua. Đấy, từ cái ngon trước. Đó. Đó nha. Lâu lắm không ăn. Đó. Đây, xúc cả cái này này. Ăn như thế thì nó nhạt. Nhân lại nhân nó nhạt mà. Nhạt thật. Nổ cốt nhỉ? Nhạt nhưng mà ăn thêm này này. Bây giờ anh em mình phải bảo trước là chứng kiến. Tại vì có những người chị ứng chứng kiến. Nhiều đấy. Người á. Mồm mình bắt đầu ngứa ngứa lâm sàng. Cười. Em chẳng ăn được. Sao lại chẳng ăn? Anh biết đồ không có chỗ nó. Người ít thì còn chưa được, người nhiều chẳng chưa được đâu. Mày ăn hết cả to của mày đi chứ. Ờ. Em lại cho người ta ăn ấy. Được. Béo quá. Béo mà. Béo. Đấy, nó nói. Nó nói thưởng thức. Chung trái đó. Chung trái đó. Chung trái đó. Chung trái đó. Thế thôi. Được rồi, đem thử miếng cái này. Đấy, thử một tí này đâu. Nào, nó ngứa mồm, nó ngứa lưỡi làm răng á. Anh bắt đầu ngứa này. Đây. Thế, chơi hết. Cái món này nó dị ứng nhá mọi người nhá. Thế này này. Thế này này. Thế nên là rất là... Gao ăn được, chừng kia là. Ngứa lắm. Không ăn được. Ăn được nóng không ăn được chứ. Này, cái này mùi ba lắm ấy. Cái này nó độc tố rất là mạnh mọi người nhá. Hơn ong đấy nhỉ, ong nó có kiểu kia. Ăn ong ăn thoải mái. Hôm nào mà đấy thì mới hơi ngứa một tí lưỡi thôi. Ăn nó bùi nhỉ, bùi béo lắm. Ngôi trung vi nó nổi thì thôi rồi. Đẹp ăn lắm nhưng mà đấy. Cậu không ăn chứng kiến không? Không ăn được. Này, và ăn thử ăn không? Hả? Ăn thử không? Có. Ăn thử miếng. Mọi người, và.
Đấy. Đồ em vả hết rồi đi đấy. Mẹ không? Kể cả thuốc cũng ngứa. Thuốc mẹ ăn được không đấy? Miếng cháo chán bao giờ? Ôi thôi đi. Miếng đang còn dơ là thế. Ôi cái này nó mạnh lắm đấy. Này cái gì nào? Dị ứng mạnh lắm đấy. Ngon lắm. Ngon bà. Tự ăn cả đôi. Ngon. Anh cả đôi. Mình đi. Ăn cái này bán này. Này. Bán này. Ừ, không? Ăn cái này không? Ôi mà bà. Chả thì bé ăn này bao giờ đâu? Đúng rồi, em chưa ăn. Mời các cháu nhá. Bà là nó mạnh. Ôi bà em bị đỉnh cấp luôn. Bà em sưng thoải mái. Ngon toàn luôn. Ăn em hả? Cái này nó ngứa, tệ luôn ngứa. Mồm nha, lưỡi nó ngứa. Cái này đắt lắm đấy. Em bị ngứa. Em chưa là đắt, mua nó có đâu. Em chưa bị ngứa rồi đời. Mua có đâu. Cháu mới là nó đắt cao chứ chủ ấy. Chứ bị ngứa này. Dính hai chỗ nào từ từ lưng đây có ngứa mồm không? Ăn đi cậu chung. Không. Mình bị ngứa mồm. Béo quá giận con cháu ăn. Chúng biết đây vẫn lên. Ăn ngon là không ngấy đâu. Không, cháu không ăn gì. Anh cứ mua nhỏ này đọc qua gao từ đoạn đây. Mua làm gì có cái loại kiến ở đâu mà. Ăn đi cái cháu. Thật, ở mọi người có thấy ở đâu bán khó. Không có đâu. Kiến lắm. Ngon. Nhà hát ăn khó lắm. Người ta đi mua về ăn nhiều lắm. Chén đi, chén mạnh mà. Tí lên nhau tấn 5 miếng. Chúng chung 5 miếng. Chén này Hoàng Anh là cái này. Ôi. Này. Không hết cứ giờ xuống lại xuống trung tâm thương mại phải hạn. Mà cái này khối người không dám ăn. Không dám ăn. Chưa ăn bao giờ không dám ăn luôn đấy. Ăn thì nữa cho Dũng chỉ thành. Không ăn đâu. Béo mà cứ ăn đấy. Chắc à? Ăn nó ngon hơn. Béo. Ăn cái này béo. Nhưng mà nó cũng ngứa trong tâm ở đầu mình mổ. Hơi béo. Có hơi đấy, đúng không? Đúng không? Đúng không? Không ấy đâu, ăn được đâu. Em phải gì? Ừ, ăn ít thôi, tại vì mình đã một liều vitamin đấy rồi. Rút tiền à? Không ạ, ăn nhiều quá là nó không cực được đâu. Không chống được. Chén đấy thì đúng rồi chả. Anh ăn đi. Không, ngủ nữa. Đi cho người ta ăn đi. Đấy, đi cho người ta. Đây là đi cho mọi người thưởng thức. À, con tới. Cứ làm mạnh lên. Chuyên gia gọi là món gì cũng chơi được. Đặc sản đây không ăn thì ăn cái gì? Ốc sên đặc sản đây. Một cú cốt. Ngon. Nhai cái này, nhai cái khác rồi. Nhai cái kia. Người sao? Mình em ăn 3 đĩa này. Kinh. Đánh đổ. Vậy. Quán này ăn ghen mà. Béo mỗi tội nó ngứa bây giờ bắt đầu lên. Béo thì thích ăn chung chung này. Ăn ong này. Đất ra đi. Trời kia quỷ lắm ăn đi. Không thích ăn đến nơi. Đất đông đất đông này. Ăn ong thì ăn được ngay. Anh tôi ta có phải chuốc lo cái gì cứ phải lo ngứa nhỉ. Ông ăn ong ơi. Ngon lắm. Bôi. Ăn không lấy được. Chạy cháu ăn. Trạng ngứa thật đấy. Nhanh luôn đấy. Thằng Trạng nó ăn nhiều là dị ứng về chọn lọc. Vừa ăn vừa nghĩ đến ngứa chả chết. Ăn này hải sản không ăn nhân mực. À. Không ăn hải sản đâu. À, không ăn cá này. Không ăn con đế này. Không ăn tôm hùm này. Nhưng ăn mực. Ăn mực. Gần hết rồi. Yeah. Ngon thế này mà không ăn. Mời mời đi. Tước bạn vào. Ê, tươi. Anh có thử miếng không? Ăn trứng kiến không? À, nhưng mà ăn được trứng kiến không? Trứng kiến thì em không ạ. À. Không ăn được ạ? À? Vâng. Anh ăn được không? Trứng kiến không? Không. Thế thì đi lên ông Tấn. Nói chung là... Nói chung món này mình phải hỏi trước mọi người ạ. Tại vì nếu mà không ăn được trứng kiến ấy, nó dị ứng cho thì kinh điển lắm. Tại vì mình bị dị ứng một lần rồi nên là mình... Khóc chả khóc được, cười chả cười mình biết. Được. Đấy lắm. Chứ có người nào không ăn được á, còn nguy hiểm luôn á, đi viện. Ông Tấn ơi. Ông Tấn ơi. Ôi. Ông ăn trứng không? Trứng kiến. Đây ông cho đấy, ra làm miếng nhỉ. À, bắt ở tận đồi à? Vâng. Ôi ngon thế nhỉ? Cho ăn đây nha. Vâng. Ừ. Ông ăn đi. Ông xúc cái đấy với ăn kèm với bánh. Cho một đĩa. Đấy, ông ăn bánh trứng kiến không? Cho một đĩa, ăn ngon mà.
Từ bánh nhưng thịt mà con cháu không ăn được sợ gì đúng. Thế ai làm đấy? Con cháu làm. À để ngọt thế nhỉ? Đi chở ngoài đồi ấy. Ngọt đấy. Con lấy không? Con lấy không? Cháu một, không? Cháu một đĩa. Nên đi. Con đi mà đi. Giờ thì tí nữa rồi. Đấy ăn đi. Cháu một đĩa. Ngon thế đấy. Béo. Ngon nhỉ? Cái này ngon. Đấy, cái đặc sản đấy. Đi thôi. Xây nó lên với gạch tòa cát. Xây nó lên với gạch tòa cát. Một cô gạch đẹp. Bà. 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 Bánh kiến. À. Ôi. Bánh kiến. Có ăn bánh kiến không? Bánh trứng kiến. Ăn có bánh trứng không? Có đấy. Thích ứng ra đấy. Bánh kia ở đâu đấy? À, đi bánh ăn thì ăn thôi. Ăn bánh trứng kiến không? Vâng. Ôi, sao ăn thôi, ăn được. À, ông Trung nhỉ. À, bố ăn bánh trứng kiến không? Bố ăn bánh trứng kiến không bố? Ăn đi bố. Ông có trứng kiến không? Không. À. Chịu cái món đây thì ứng đi. Chị ứng à? Đây là bánh trứng kia. Bánh nhà chưa? Chuyện đi rồi. Đang đói. Hết sạch luôn. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Bye bye mọi người nhé. Các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment những ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé. À, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nhé. Nếu ai ăn được trứng kiến với ong ấy, không bị dị ứng ấy, nên thử món này một lần, béo lắm. Nhưng béo mà mình, hả? Mình là hơi bị dị ứng với cái món này một chút, thế nên là không dám ăn nhiều. Thôi, chào tất cả mọi người nhé. Bye bye. Cái món này làm từ sáng mà ăn phát ra luôn.